Đây, buồn cười không? Anh này anh đang bảo rằng là dùng cao xìn nhà mình Ừ. không ra được, dập như Ôi mây khô các kiểu rồi. Nghe đọc xong mà kiểu thực ra ấy, khi mà các anh mua cao phiền nhà mình ấy thì lúc nào cũng sẽ có cái hướng dẫn sử dụng rất là rõ ràng. Các anh nên đọc kỹ bất kỳ cái gì cũng thế, các anh nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Có khi mà các anh không ra được ấy thì nó có hai trường hợp: một là các anh bị ủ quá lâu, và hai là các anh bị bôi quá nhiều. Dùng nhiều nhiều xỉn Dùng quá. nhiều quá, dùng nhiều quá thì nó cái thời gian nó sẽ lâu và nó sẽ khó ra, và nó sẽ khiến cho các anh bị mệt. Thế nên là các anh chỉ cần dùng đúng lượng thôi, chỉ cần một lượng nhỏ thôi, sau đấy là hòa vào nước này, rồi bôi vào đầu đầu thằng Đầu em thằng này, em không sau mía dãy không mía. đúng rồi rãnh khung mía, sau đấy là để ủ khoảng tầm từ 10 đến 15 phút, sau đấy đi rửa sạch. Rồi nhớ là rửa sạch nhá, nếu mà không rửa sạch thì các chị em sẽ bị đắng. Ăn kem, ăn kem là bị đắng mồm anh em Đúng rồi ạ. đấy, thế cho nên là bởi vì là cao xìn nhà bọn em là bằng thảo mộc 100% từ thảo mộc, thế cho nên là khi mà ngậm vào ấy, thì nó sẽ có vị đắng và nó sẽ bị lộ đó. Nếu mà anh nào mà kiểu muốn giấu các chị em ấy, muốn kiểu cho bất ngờ chưa ú à Nói chung thì là nên rửa. Thứ mà nhất rửa là chị sạch. em ăn kem cho nó thoải mái, Ừ. không thì nó sẽ bị đắng mồm này, bị kiểu tê Tê đó. lưỡi. Cho nên là Tê mới gặp lưỡi. dùng lưỡi nhiều. Ừ. Đây thứ nhất đắng mồm tê lưỡi, xong là chưa kể là anh em lại không ra được, không gọi Ừ. là như máy khâu hay là kiểu hùng hùng hộp như nào, nó khó ra lắm. Đúng rồi, Đấy, nó nếu như khó mà ra. dùng dùng cho nhiều quá hay là ủ lâu quá, lỡ tay ủ lâu quá, nên là khi anh em sử dụng cao nhà mình nó là cao bột nguyên chất rồi. Nên là cái tác dụng của nó đã là cái thằng mà gọi là cái tác Mạnh dụng hiệu nhất. quả cao nhất, Ừ. mạnh nhất mà có hiệu quả nhất đến cái thời điểm bây giờ rồi, mà anh em lại 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 chơi quả kiểu, tại vì chắc là trước đây là anh có thể là anh dùng chưa có tác dụng các loại khác nên anh tưởng là phải dùng nhiều, hoặc là cũng có thể là bởi vì là anh ấy quên không đọc cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là anh cẩn thận quá cho nên anh ủ lâu cho chắc. Ừ, Ờ, cho chứ chắc. ai ngờ cuối cùng là thành chắc quá anh em ạ. À, cuối cùng gọi là nó cứ kiểu liên tục không ra được anh em ạ. À, Và như đấy thế thì nó sẽ rất là nó mệt, mệt, nó nó mất sẽ rất sức là mệt đó. Thế nên là lần sau các anh cứ lấy một cái lượng vừa đủ đấy, thôi, đúng lượng hướng vừa dẫn đủ đúng hướng dẫn thì chắc chắn sẽ đạt được một cái kết quả như mong muốn. thôi. Nếu mà anh nào mà đang được khoảng tầm 1, 2, 3 phút mà muốn cải thiện lên 15, 20 phút hoặc là 30 phút, 40 phút. 40 phút thì có thể dùng đúng theo hướng dẫn của nhà bọn em là có thể cải thiện được như ý rồi. Và đặc biệt cái này thì nó rất là an toàn và hiệu quả. Đó, thì cái này thì cũng đã được được rất là nhiều anh feedback lại rồi và nó cũng rất là nổi tiếng rồi. Thế cho nên là các anh thì cứ yên tâm mà sử dụng. Còn xin thì mua ở đâu? Hãy liên hệ số điện thoại trên để hai em Hương và em Lý hướng dẫn và tư vấn cho các anh nhé.